Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, hôm nay gió mùa ở phía Nam hơi suy yếu, nhưng mà vẫn có mức trung bình ở khoảng là cấp 4, cấp 5. Do vậy mà các tỉnh Nam Bộ duy trì mưa rào và mưa rào nhẹ nhiều nơi. Tuy nhiên, tối và đêm nay thì một vùng mây dông trên vịnh Thái Lan có khả năng phát triển mạnh đi vào đất liền và gây mưa dừa mưa to cho hầu hết các khu vực đón gió ở gian biển phía Tây. Trong khi đó thì nền nhiệt độ trong khu vực ít thay đổi, cao nhất ở khoảng là từ 33 cho tới 34 độ C, còn thấp nhất là từ 26 đến 27 độ C. Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, Hiện nay, việc canh tác liên tục nhiều vụ lúa trên đồng ruộng đã tạo điều kiện cho dịch hại có cơ hội phát sinh, phát triển và gây hại. Đặc biệt là chuột do nguồn thức ăn có thường xuyên để chúng sinh sôi, phát triển. Và ngay sau đây, nhóm phóng viên thời tiết nông vụ sẽ cung cấp thêm tình hình chuột đang gây hại trên lúa hè thu tại một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa vị thưa con nông dân, trên đồng ruộng thì chuột thường cắn phá vào mọi giai đoạn của cây lúa. Nhưng nặng nhất thì cây lúa lúc làm đồng đến chỗ ở giai đoạn mà non thì cái lúa hoàn toàn có thể phục hồi. Tuy nhiên thì trong giai đoạn lúa làm đồng đến đến chỗ thì khi mà chuột phá hại sẽ làm cho mất năng sức. Hiện nay, trà lúa thu đông lúa mùa năm 2015 ở các tỉnh phía Nam hiện còn trên 114.998 hecta, Trong đó thì chuột đang phát sinh và gây hại với diện tích là 2.304 hecta, tỷ lệ hại là từ 10 cho tới 20%. Phân bổ tại các tỉnh như là An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp vì vậy để quản lý và phòng trừ chuột hiệu quả, trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam khuyến cáo bà con nông dân cần chú ý các biện pháp sau: vệ sinh đồng ruộng như phát quang bờ bụi rậm gò đóng là mất nơi cư trú của chuột; sử dụng hệ thống 7 cây trồng cộng đồng để diệt chuột; áp dụng các biện pháp thủ công như đào hang đổ nước xông khói dùng chó săn bắt tay cũng cho hiệu quả cao; giữ mức nước cao trong ruộng vào giai đoạn đồng rỗ để hạn chế chuột gây hại. Ngoài ra khi bà con nông dân dùng bã diệt chuột, các loại thuốc chống đông máu thì phải bảo đảm nguyên tắc đó là đồng loạt, thường xuyên, liên tục, cộng đồng nông dân tham gia và trên diện rộng. Chú ý thu gom xác chuột và bã mồi để tránh gây ô nhiễm môi trường. Tuyệt đối là không nên sử dụng điện để diệt chuột. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.